Rồi, xin chào 500 anh em. Hôm nay shop sẽ giới thiệu mẫu xe rốc địa hình tỷ lệ 1 phần 10 mã R4310 trên web xe đua điều khiển.com nha anh em. Tỷ lệ 1 phần 10. Con này đặc biệt là giá nó rẻ nhưng mà nó sẽ sử dụng pin lipo 17V4 1200mAh nha. Kèm theo là một sạc pin là cổng USB này. Remote nè. Thì mất là cò súng. Rồi, lật bụng lên cho anh em xem cái dàn cơ khí ở phía bên dưới nha. Đó. Cái này là hai cầu bốn bánh nè. Xài pin lipo 7V4 nè, 1200mAh nè, xe 18650. Có thể nâng cấp lên những cái loại pin lipo 7V4 với dung lượng cao hơn, miễn cái bỏ vô vừa cái hộp này là được ha. Này nó có hai cầu nè. À, nhịp nhúng nè à. Này là dùng để chỉnh góc lái nè à, cầu sao nè rồi rồi giờ quy cách sạc pin. Giờ đây là cổng sạc USB thì chúng ta phải lấy nắp sạc của điện thoại gắn vô sạc trước, rồi gắn nắp sạc vô điện trước, rồi gắn dây USB vô. Rồi à, gắn vô đèn đỏ đứng là đang sạc ha. Chừng nào đèn không đứng nữa là pin đầy. Đấy. Còn trong remote thì xài 4 pin tiểu. Khi mua xe shop sẽ cho khách 4 pin tiểu này. Pin tiểu này mình chơi khoảng 10 lần mình thay một lần. Rồi sau khi sạc pin đầy á, thì chúng ta mở remote là mở remote lên trước, rồi nhanh chóng bật công tắc trên xe lên. Rồi, nhanh chóng bẻ vô lăng để cho nó nhận sóng nè. Thao tác bẻ vô lăng là bắt buộc nha. Rồi. Cò ga nè, nhẹ chạy nhẹ, mạnh chạy mạnh nhanh nè. Đang chạy là thắng nè, nhả cò ra nè, đá ngược là lùi nè. Rồi để xuống chạy qua chạy lại cái nè. Nói chung cũng khá đấy. Lê được dốc cao hay không ha, để thử nha. Quá đơn giản. Này là leo ga nhỏ nó cũng lên nữa. Tới đây chưa kìa. Thôi leo ga mạnh lên nè. Leo ga mạnh lên cái một. Bay qua bên kia cũng được luôn. Thử nha. Rồi, ok. Quá đẹp. Rồi.